Quang Huy xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nóng 24 giờ được phát sóng đều đặn mỗi ngày trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Trước tiên, mời quý vị sẽ cùng theo dõi những thông tin chính sẽ phát trong bản tin ngày hôm nay. Lộ diện thêm chiêu trò mạo danh nhân viên tiếp thị tiếp cận để lừa đảo tài sản ở Bến Tre, nhóm đối tượng vừa bị bắt giữ. Tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Trung Lương vào lúc sáng sớm, người dân kịp thời giải cứu tài xế khỏi xe ô tô bị bốc cháy. Hơn 14.000 tấn rác thải tại bãi rác huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng sẽ đi về đâu? Ghi nhận nóng từ động thái tích cực của chính quyền địa phương. Phá thai bằng thuốc, phương pháp nhanh gọn rẻ tiền nhưng có thực sự an toàn hiệu quả? Câu hỏi sẽ được làm sáng tỏ trong chuyên mục Chuyện Cảnh Giác hôm nay. Đối tượng chuyên thực hiện hàng loạt vụ trộm cây giống của các nhà vườn ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre vừa mới bị công an bắt giữ. Đúng là như câu nói, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Tên trộm này bị bắt trong lúc đang tìm cách tiêu thụ hơn 350 cây mít giống vừa mới lấy được. Công an huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre cho biết đang tạm giam đối tượng Nguyễn Hoàng Hận, sinh năm 1996, ngụ xã Long Thới, huyện Chợ Lách để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, vào rạng sáng ngày 21 tháng 11, đối tượng Hận đã chạy xe máy rảo quanh các vườn cây giống trên địa bàn huyện Chợ Lách, rồi đột nhập vào vựa cây giống của anh Nguyễn Văn Sang ở xã Long Thới, lấy trộm 351 cây mít giống, trị giá trên 8 triệu đồng. Tuy nhiên, trên đường đi tiêu thụ thì Hận đã bị tổ tuần tra của công an huyện Chợ Lách phát hiện bắt giữ cùng tang vật. Qua làm việc, Hận khai nhận trước đó đã thực hiện trót lọt 13 vụ trộm cây giống trên địa bàn huyện. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Vâng, thưa quý vị, càng vào thời điểm cuối năm thì những tay đạo chích sẽ càng lộng hành. Bà con nông dân chúng ta phải hết sức cảnh giác, đặc biệt là những nhà vườn trồng cây kiểng. Bà Quang Huy nghĩ rằng là ngay cả những cửa hàng kinh doanh buôn bán cũng cần phải cẩn thận nữa. Cũng tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre thì công an đã bắt giữ được một nhóm đối tượng giả danh làm nhân viên tiếp thị để chào mời bán sản phẩm. Sau đó thì lợi dụng lúc gia chủ sơ hở đã lấy cắp tiền. Và cụ thể chiêu thức của bọn chúng ra sao? Quý vị hãy cùng theo dõi ghi nhận sau đây. Công an huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre đã bắt tạm giam Phạm Văn Tâm, 26 tuổi, Hoàng Thị Nguyệt, 34 tuổi và Bùi Văn Dương, 24 tuổi, cả ba cùng ngụ huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong tháng 11 năm 2019, ba đối tượng này bắt đầu xuất hiện trên địa bàn huyện Chợ Lách, mượn danh nghĩa là nhân viên của công ty tổng phân phối Nam Sài Gòn, làm nhiều mẫu hợp đồng đăng ký sản xuất tiếp cận các cửa hàng tạp hóa. Gần đây nhất vào ngày 24 tháng 11, cả ba thuê xe ô tô chở theo nhiều thùng chứa kem đánh răng, bàn chải đánh răng, dầu gội đầu đến cửa hàng tạp hóa của bà Huỳnh Thị Thu Huệ ở xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách để tiếp thị sản phẩm. Tại đây, Nguyệt và Dương đã thuyết phục bà Huệ ký hợp đồng trưng bày sản phẩm. Nếu bà Huệ đồng ý sẽ được công ty hỗ trợ kệ trưng bày, tủ mát và tiền lương mỗi tháng là 1,5 triệu đồng. Nhưng với điều kiện bà Huệ phải mang 20 triệu đồng để lên sản phẩm cho Nguyệt chụp hình gửi về công ty. Bị thuyết phục, bà Huệ đã mang 19 triệu đồng ra cho Nguyệt chụp ảnh. Trong lúc bà Huệ không để ý, Nguyệt đã ôm tiền cùng Dương và Tâm lên xe tẩu thoát. Phát hiện bị lừa, bà Huệ đã cùng người thân tìm kiếm và trình báo cơ quan chức năng, bắt giữ ba đối tượng trên. Hiện vụ việc đang được công an điều tra xử lý. Trong khi vấn nạn trộm cắp lừa đảo ngày càng khiến người dân bất an, thì xung quanh chúng ta vẫn luôn tồn tại những tấm gương tốt, không tham của rơi, phải không Quang Huy? Dạ, chính xác là như vậy. Và tin vui cho một vị khách du lịch Đà Lạt để quên một cái túi xách trên xe thì đã tìm lại được tài sản nhờ vào lòng tốt của tài xế taxi. Và Quang Huy phải nói rằng luôn là vị khách này rất là may mắn khi gặp được quý nhân. Chứ vào thời điểm gần cuối năm mà nếu như chúng ta bị mất tiền thì không nói, mất luôn giấy tờ tùy thân quan trọng thì quả thật là vô cùng rắc rối. Chiều ngày 2 tháng 12, công ty taxi Mai Linh Đà Lạt đã bàn giao và trả lại chiếc giỏ sách của một khách hàng để quên trên xe taxi, bao gồm điện thoại, tiền mặt hơn 41 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng. Trước đó, vào khoảng 0 giờ 15 phút rạng sáng ngày 2 tháng 12, lái xe Cao Thiên Quang đón một nhóm hành khách đi từ Lê Hồng Phong về Hùng Vương, Đà Lạt. Sau khi khách hàng rời đi, anh Quang kiểm tra xe để tiếp tục đi đón khách, thì phát hiện khách để quên giỏ sách trên xe. Nhận lại tài sản, chị Lê Thị Tươi, xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai và người nhà vui mừng và gửi lời cảm ơn chân thành đến lái xe Quang và lãnh đạo công ty taxi Mai Linh Đà Lạt. Tinh thần tự giác, không tham của rơi của lái xe Cao Thiên Quang rất đáng biểu dương và khen ngợi. Theo đại diện taxi Mai Linh Đà Lạt, trong năm 2019, đơn vị đã trả lại tài sản cho 30 trường hợp hành khách để quên trên xe và thực hiện 2 ca đỡ đẻ trên xe cho khách hàng. Vừa mới đây, một ngư dân ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã bắt được một con rùa có trọng lượng gần 8 kg với đầu rùa có màu vàng.
Theo quan niệm dân gian xưa nay thì việc bắt được con rùa xem như là có điềm báo tốt lành. Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy cùng ngắm nhìn con rùa lạ này nhé. Người may mắn bắt được rùa lạ là ông Trần Văn Lượm ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Ông Lượm cho biết trong lúc đi xuống bờ kè sông Tiền, ông đã phát hiện chú rùa này đang bơi dọc theo chân bờ kè. Con rùa bắt được gần 8 kg, mai rùa màu đen, đầu và chân có màu vàng trông khá lạ mắt. Nhiều người dân địa phương phỏng đoán con rùa này đã hàng chục năm tuổi. Hiện tại có một số người đến xem rùa và có ý mua với giá cao về nuôi kiểng nhưng ông Trần Văn Lượm chưa đồng ý bán. Ông cho biết hơn 20 năm làm nghề đánh bắt thủy sản trên sông Tiền mới bắt được con rùa lạ và khủng nhất. Ông cho rằng khi gặp chú rùa sẽ đem lại điều may mắn. Và bây giờ xin được chuyển sang thông tin về giao thông. Thưa quý vị, rạng sáng ngày 3 tháng 12 trên đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn qua địa bàn của xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, một chiếc xe ô tô 4 chỗ đã mất kiểm soát, hất tung giải phân cách rồi bốc cháy dữ dội, nhưng rất may mắn là tài xế của xe đã được người dân hỗ trợ cứu sống. Theo người dân chứng kiến tại hiện trường vụ tai nạn kể lại, vào khoảng 5 giờ ngày 3 tháng 12, xe ô tô con loại 4 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 65A13037 do tài xế Tinh Thuận ngụ thành phố Cần Thơ điều khiển đang lưu thông trên đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, hướng đi từ thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây. Khi xe đang đi qua đoạn địa bàn xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành thì bất ngờ mất kiểm soát khiến chiếc xe chao đảo trên đường rồi lao vào hất ngã một đoạn giải phân cách cứng trên đường. Cú va chạm này khiến túi khí trên xe bung ra, tiếp đó chiếc xe con trèo luôn lên giải phân cách rồi phát hỏa. May mắn người dân ở khu vực đã nhanh chóng dùng bình chữa cháy mini để dập lửa kịp thời nên đã khống chế được ngọn lửa. Riêng tài xế xe may mắn chỉ bị xây xước, còn phương tiện bị hư hỏng sau tai nạn. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tiền Giang kịp thời có mặt tại hiện trường phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Châu Thành để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Thưa quý vị, sống quanh một bãi rác ô nhiễm không được xử lý trong suốt một thời gian dài, đó chính là tình cảnh của các hộ dân tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Như bây giờ, với thông tin nóng sau đây mà phóng viên của chúng tôi vừa ghi nhận được, thì có lẽ bà con sẽ có thể thở phào nhẹ nhõm hơn. Thưa quý vị, giải quyết rác thải tồn đọng đến mức quá tải cho bãi rác Mỹ Xuyên là vấn đề đã được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện có chỉ đạo triệt để. Hy vọng rằng một môi trường trong lành sẽ sớm được trở lại với người dân nơi đây. Bãi rác Mỹ Xuyên nằm cạnh nội ô thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, với tổng diện tích khoảng 0,4 hectare, nhưng chứa đến 14.000 tấn rác thải sinh hoạt. Sự quá tải của bãi rác đã làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt và mỹ quan đô thị trong thời gian dài. Mưa xuống thì dơ lắm, nước chảy ra hai bên lộ, dơ dữ lắm. Nắng thì nó hôi, rồi gió nó phắt cái hơi đi, chịu không nổi. Muốn cho về đi sớm sớm nên cho bà con này người ta khỏe, bớt ô nhiễm. Tại các buổi tiếp xúc cử tri, vấn đề ô nhiễm môi trường được người dân phản ánh đến đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Để giải quyết những kiến nghị của cử tri, vừa qua lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Xuyên đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Công trình Đô thị tỉnh Sóc Trăng về việc vận chuyển rác hiện hữu tại bãi rác Mỹ Xuyên về nhà máy xử lý chất thải rắn Sóc Trăng. Hàng ngày mà thu gom gì thì giờ trên dưới là khoảng 16 tấn, cái sức chứa không đảm bảo. Thì phòng tài nguyên môi trường có tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện là trình Ủy ban tỉnh xin nguồn kinh phí để thực hiện là di dời bãi rác thị trấn Mỹ Xuyên về cái chỗ là cái nhà máy xử lý rác của tỉnh Sóc Trăng. Thì sau đó là Ủy ban tỉnh chấp thuận và giao cho Công ty Công trình Đô thị Sóc Trăng là thực hiện là di dời và trung chuyển từ cái bãi rác thị trấn Mỹ Xuyên về cái nhà máy xử lý rác của tỉnh Sóc Trăng. Thì cái tổng cái khối lượng thực hiện đó thì khoảng 14.000 tấn, thì cái chi phí thực hiện là khoảng 4 tỷ đồng. Ghi nhận từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12, Công ty Cổ phần Công trình Đô thị tỉnh Sóc Trăng đã vận chuyển được gần 400 tấn. Nhìn chung tiến độ còn chậm so với kế hoạch đề ra. Hiện công ty đang huy động thêm phương tiện để đẩy mạnh nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2019. Trong quá trình thực hiện thì công ty cũng cố gắng sắp xếp. Cái thứ nhất là về mặt công tác vệ sinh môi trường thì trong quá trình làm thì cũng có bố trí, sau khi kết thúc cái vận chuyển thì cũng bố trí quét dọn rồi phun thuốc khử mùi để đảm bảo cho cái môi trường được đảm bảo. Còn về huy động phương tiện thì với cái lực lượng xe hiện hữu của công ty thì công ty cũng sẽ sắp xếp bố trí, thì mật độ xe thì hiện nay thì bố trí từ 4 đến 6 xe. Thì tuy nhiên là khi mà đưa vô ổn định rồi thì sẽ tăng cường thêm, thì đảm bảo cho đạt cái khối lượng. Thì giờ trước đây thì gọi là cái lượng rác nó quá lớn và cái lượng thu gom thì những sức chứa nó không đảm bảo. Được là cái Ủy ban tỉnh chấp thuận cho huyện thì sẽ cùng phối hợp với chỗ công ty Công trình Đô thị Sóc Trăng là thu gom cái lượng rác hàng ngày và trung chuyển về cái nhà máy xử lý rác của tỉnh.
để làm sao đảm bảo cái ô nhiễm môi trường mà về rác thải đối với thị trấn Mỹ Xuyên. Như vậy, sau khi di dời xong năm 2020, nơi đây làm điểm tập kết rác thải sinh hoạt 16 tấn mỗi ngày của thị trấn Mỹ Xuyên. Sau đó, định kỳ công ty cổ phần công trình đô thị tỉnh Sóc Trăng vận chuyển về nhà máy xử lý chất thải rắn Sóc Trăng, hạn chế đến mức thấp nhất ô nhiễm môi trường, góp phần xây dựng thị trấn Mỹ Xuyên sớm đạt các tiêu chí của đô thị văn minh. Kính thưa quý vị, dù điều khiển phương tiện nào đi chăng nữa, cứ hễ trời sập tối xuống là chắc chắn đèn xe vẫn là một trong những vị cứu tinh tuyệt vời giúp cho chúng ta có thể quan sát tốt hơn. Thế nhưng chuyện sử dụng như thế nào cho đúng cách, không vi phạm luật giao thông là điều mà không phải ai cũng biết. Đối với những lời mà Quang Huy vừa mới chia sẻ, một số tình huống sử dụng đèn pha lại trở thành nguyên nhân gây ra tai nạn. Vụ việc suýt gây tai nạn vừa xảy ra tại tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa là một minh chứng. Thời điểm đêm 28 tháng 11, chiếc xe ô tô đang lao đi với tốc độ 65 km/h, gần như bị mù tạm thời bởi ánh sáng đèn pha chói lóa, khiến tài xế mất phương hướng, không xác định được vị trí vật cản. Suýt nữa thì tông vào đuôi một phương tiện xe tải. May mắn, khi đến sát gần xe tải, tài xế đã có pha đánh lái ngoạn mục, chứ nếu không, rất có thể sẽ gây ra tai nạn đáng tiếc. Chuyện vô tư để con sử dụng các thiết bị công nghệ để rồi tự biến con mình trở thành miếng mùi ngon của bọn trộm cắp đã được camera nóng đưa tin cảnh báo rất nhiều lần, giúp cho quý vị phụ huynh cẩn trọng hơn trong việc bảo vệ con em của mình. Tuy nhiên, xung quanh cuộc sống hàng ngày còn vô số những hiểm họa khác rình rập trẻ. Cũng xuất phát từ thói quen để con tự lập tập di chuyển bằng xe đạp và tình huống mà camera nóng vừa ghi nhận sau đây sẽ khiến cho quý vị giật mình suy nghĩ lại khi để cho con trẻ đạp xe trên đường lộ được ghi nhận tại tỉnh Thanh Hóa. Trẻ con nhận thức còn yếu kém, vốn không lường được những hiểm nguy trên đường. Bé gái chạy xe đạp này đột ngột quay đầu mà không hay biết phía sau đang có xe ô tô lao đến. Quá may mắn khi bác tài đã có một pha xử lý kịp thời. Cú phanh cháy bánh đã cứu mạng bé gái. Một bài học cảnh tỉnh trước sự lơ là của một số bậc phụ huynh. Tiếp tục chuyên mục camera nóng ngày hôm nay sẽ là một tình huống khó tin về một cô gái có khả năng phi thường, vắt chéo chân, tay cầm điện thoại, mắt thì dán vào màn hình nhưng vẫn có thể điều khiển xe phóng như bay trên cầu Nhật Tân, khiến cho nhiều người xung quanh mà thậm chí là có rất nhiều cư dân mạng xem qua một đoạn clip cũng phải giật mình phát hoảng. Theo clip cho thấy, cô gái trong tư thế vắt chéo chân, chạy xe máy bằng một tay khá nhanh, mắt thì chỉ dán vào màn hình điện thoại đang cầm trên tay trái. Đặc biệt, chiếc mũ bảo hiểm cô đang đội cũng không đúng quy chuẩn. Ngay sau khi clip được chia sẻ, video ngay lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng, đặc biệt là các diễn đàn lái xe. Với nhiều lời phàn nàn, cô gái đã không tôn trọng tính mạng bản thân và có thể gây nguy hiểm cho người khác. Sau khi đoạn clip được đăng tải, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội đã vào cuộc, trích xuất camera an ninh trên cầu Nhật Tân và điều tra, truy tìm cô gái điều khiển xe máy một tay trong clip nói trên để xử lý theo quy định. Cộng đồng mạng hiện đang dậy sóng phẫn nộ trước đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm gồm hàng trăm thanh thiếu niên đi xe máy tụ tập trên đèo Hải Vân, tổ chức bốc đầu xe, biểu diễn ngay đoạn đường cua nguy hiểm. Sự việc khiến rất nhiều người bức xúc bởi sự xem thường tính mạng của chính mình và người tham gia giao thông khác. Clip dài gần 2 phút ghi lại cảnh các thanh niên đầu trần điều khiển xe máy thực hiện các pha bốc đầu nẹt bô ngay đoạn cua gấp trên đèo Hải Vân, đoạn cây thông cô đơn địa phận Đà Nẵng. Trong khi đó, nhiều phương tiện khác của người dân du khách lên xuống đoạn cua tạo ra những pha giao cắt vô cùng nguy hiểm. Bên cạnh đó, việc đám đông thanh niên tập trung reo hò cổ vũ khi các quái xế nẹt bô bốc đầu xe máy bất chấp tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào cũng khiến nhiều người vô cùng bức xúc. Hiện lãnh đạo trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị đã nắm được thông tin sự việc, vào cuộc xác minh hành vi vi phạm của nhóm biker trên để xử lý theo quy định của pháp luật. Nơi cứu cánh cho bệnh nhân nghèo là tên gọi thân thương mà rất nhiều bà con miền Tây dành cho phòng khám nhân đạo tọa lạc tại phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, nơi mà rất nhiều thầy thuốc vẫn ngày đêm miệt mài gắn bó với ngành y, cống hiến tài năng, tâm huyết, tất cả bằng sự chân thành, bằng cả cái tâm thiện nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Ốm đau, bệnh tật vốn không ai muốn, nhưng số phận nghiệt ngã ấy vẫn luôn ập đến với những mảnh đời khó khăn, miếng ăn còn kham không đặng, huống chi chạy chữa thuốc men. Ấy thế mà đến với nơi này, bà con cảm thấy an lòng hơn bởi mọi chi phí từ thăm khám cho đến cấp phát thuốc, điều trị hoàn toàn miễn phí.
những tấm lòng thiện nguyện ấy đã mang yêu thương lan tỏa ra sao? Quý vị hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây nhé. Trước ít đi đến y tế lắm, có phòng khám nhân đạo đi khám dễ dàng, giấy tờ nó dễ hơn. Tôi lãnh thuốc uống ở đây là được 3 năm, thấy uống nó cũng đỡ tốn tiền. Là vì đi qua mà khám đây thì thấy phòng khám này đối xử thì cũng tử tế, cũng nhiệt tình. Tôi nghỉ hưu rồi mà tôi cảm thấy tôi dùng cái nghề tôi để tôi giúp được bà con nhiều, tôi cảm thấy rất là vui. Cứ định kỳ vào mỗi sáng thứ bảy hàng tuần, địa chỉ này lại trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều người mỗi khi trái gió trở trời. Không cần sổ bảo hiểm, không cần trả tiền thuốc, chỉ cần bệnh nhân cần là các y bác sĩ ở đây sẵn sàng đón nhận. Từ những căn bệnh thông thường, cảm, ho, sổ mũi cho đến những căn bệnh đau khớp hay mất ngủ kinh niên, tất cả đều được đội ngũ y bác sĩ ở đây tận tình chữa trị. Đỡ đần cho những người nghèo không có tiền đấy, lại đi khám miễn phí mà. Rồi ai cũng đi là đến đây khám, rồi có người từ thiện cho ăn uống đồ nữa, đầy đủ. Mà mất ngủ hay gì chạy lại tiệm thuốc Tây đó là mua liều là cũng 5.000. Mà nếu mình uống tới một tuần thì thấy là nó cũng nhiều. Thôi diện tuần đó mình không có mua đó, mình chạy ở đây thì không có tốn tiền. Phòng khám nhân đạo tọa lạc tại phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Được hình thành năm 2001 với mong muốn được chung tay tiếp sức cho bệnh nhân nghèo, đồng thời góp chút gì nhỏ nhoi công sức của mình cho bà con nơi này. Phòng khám được ra đời từ những suy nghĩ rất đơn giản của đội ngũ thầy thuốc trẻ tình nguyện tỉnh Đồng Tháp và được duy trì liên tục cho đến tận ngày hôm nay. Dù bất kể ngày mưa hay nắng, nơi đây luôn luôn sẵn lòng đón tiếp bệnh nhân mà không hề nhận bất kỳ khoản thù lao nào. Mình làm nghề y thì mình phải phục vụ bệnh nhân với nhiều cái hình thức, ở trong cơ sở y tế nhà nước công lập hay là ngoài công lập hay là từ thiện gì đều tốt hết. Thì tôi cũng trước giờ tôi cũng cái suy nghĩ này, thành thử ra tôi cũng dành ngày thứ bảy đến để tiếp với các bạn mọi người lo cho bệnh nhân nghèo. Dù là công việc nó đơn giản, nó nhỏ nhưng mà nó là nghề của mình thì cũng có niềm vui, cũng có cái đóng góp. Và số lượng hiện tại của bệnh nhân bây giờ thì trung bình mỗi một tháng từ 300 mấy đến 400 mấy bệnh nhân một tuần, thì gồm tất cả các bệnh hết, chỉ cái bệnh nào về sản khoa, về ngoại khoa rõ thì chúng ta không làm được thôi. Ngoài ra những cái bệnh khác thì ở đây đều điều trị tốt được. Thì qua quá trình điều trị lâu dài thì nghe phản ứng từ bệnh nhân thì càng ngày càng đông, thì này chứng tỏ rằng cái khả năng điều trị của mình đây cũng đáp ứng được cho bà con. Dù là phòng khám từ thiện nhưng quy trình làm việc rất chuyên nghiệp. Từ việc tiếp nhận bệnh nhân, khám bệnh cho đến cấp phát thuốc, mỗi người một việc, tất cả đều rất tận tâm và nhiệt huyết. Để duy trì hoạt động của phòng khám, đội ngũ y bác sĩ trẻ tình nguyện đến từ 4 bệnh viện trên địa bàn sẽ thay phiên nhau đảm trách, mỗi đơn vị sẽ phụ trách một tuần. Theo đó, mỗi buổi khám có từ 4 cho đến 6 bác sĩ, 15 điều dưỡng và 2 dược sĩ đại học. Cứ theo việc mà làm, tất cả với tinh thần tự nguyện vì mục tiêu chung, hết lòng vì bệnh nhân. Thấy ra mấy ngày mà cỡ mưa đó thì cũng bác sĩ cũng cực khổ mà cũng ráng đi. Cũng ráng đi lo cho bà con. Vì cái bà con thì bệnh mà cũng có số thì hơi gia đình bận chặt vì tiền bạc, không có đi bác sĩ tư hay là đi nằm bệnh viện, thì cũng nhờ ở đây thì có thuốc từ thiện vậy nó cũng đỡ cho bà con nhiều lắm. Trải qua 19 năm hoạt động, phòng khám nhân đạo ở đây đã khám, tư vấn, cấp phát thuốc cho hơn 200.000 bệnh nhân với tổng số tiền hơn chục tỷ đồng. Kinh phí được các thành viên vận động từ nhiều nguồn trong suốt từng ấy năm. Mặc dù nguồn tài trợ có lúc vơi, lúc đầy, nhưng tấm lòng đối với người bệnh trong lòng các y bác sĩ lúc nào cũng nguyên vẹn theo đúng tôn chỉ của nghề mà mình đã chọn. Nơi cứu cánh của người nghèo, đó là tên gọi thân thương mà nhiều bệnh nhân và người thân đã dành cho phòng khám nhân đạo này, nơi mà những người thầy thuốc vẫn miệt mài gắn bó với ngành y, cống hiến tài năng vì sức khỏe cộng đồng bằng tấm lòng nhân ái. Thưa quý vị,
vị khán giả, gần đây nhiều bạn gái trẻ tự mua thuốc phá thai tại các nhà thuốc vì cho rằng đây là biện pháp phá thai nhanh chóng, bí mật, ít gây đau đớn. Tuy nhiên đây không phải là biện pháp phá thai an toàn. Phá thai bằng thuốc hay các biện pháp khác như hút nạo thai, ngoài việc gây tổn hại thể chất còn ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý về sau này. Việc tự ý dùng thuốc để phá thai có thể gây hậu quả nặng nề. Với giá rẻ, dễ mua, dễ sử dụng, đặc biệt là kín đáo, không cần đến các cơ sở y tế. Nhiều bạn trẻ, đặc biệt là sinh viên, đã tự ý mua và sử dụng thuốc phá thai. Thế nhưng đằng sau sự tiện lợi của phương pháp này là những nguy hiểm đe dọa đến sức khỏe và tính mạng của người dùng. Lúc mà mình biết mình có thai á, thì mình sợ người nhà phát hiện, mà mình cũng không dám vô bệnh viện phá, mình sợ lắm. Khi có đứa bạn thân nó mới nói là đi ra nhà thuốc á, mua viên thuốc phá thai á, có 150.000 à. Mình cũng nghe theo mình mua, về mình uống. Thì nó ra huyết cũng ít, mà sau tới bữa sau nó ra nhiều dữ lắm luôn, cái mình phải nhập viện cấp cứu. Do mang thai ngoài ý muốn, chị Nguyễn Thị N, 33 tuổi, ở Đồng Sơn, huyện Chương Mỹ, tự uống thuốc phá thai. Kết quả bị băng huyết nặng, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng sốc mất máu nặng. Các bác sĩ phải truyền hơn 6 lít máu, cắt bỏ tử cung bán phần mới cứu sống được nạn nhân. Hiện nay không khó để mua những loại thuốc phá thai này ở các tiệm thuốc tây, thậm chí mua trên các trang mạng. Dù loại thuốc phá thai khẩn cấp là thuốc phải bán theo đơn, chỉ với 150.000 đến 200.000 đồng. Những người mang thai ngoài ý muốn cũng có thể dễ dàng mua những viên thuốc này để sử dụng. Cái nhu cầu phá thai bằng thuốc thì có nhiều nhu cầu. Cái thứ nhất là uống thuốc thì nó thuận tiện, tiện lợi hơn và không phải những cái can thiệp thủ thuật. Thứ hai nữa thì đơn giản, dễ thực hiện. Và cái thứ ba nữa là đôi khi nó liên quan đến vấn đề là về những cái bí mật của cá nhân và người ta không có muốn cho những cái người khác biết. Như vậy thì đâu có những cái thuận lợi như vậy. Tuy nhiên cái việc phá thai nội khoa là một cái chỉ định rất là chuyên khoa sâu, đòi hỏi phải có bác sĩ chuyên khoa về sản phụ khoa cho chỉ định rõ ràng. Theo các chuyên gia y tế, trước khi tiến hành phá thai, thai phụ sẽ được bác sĩ thăm khám, làm xét nghiệm siêu âm, xác định vị trí thai nằm trong hay ngoài tử cung. Nếu tự ý uống thuốc mà không có chỉ định của bác sĩ, nếu không may thai phụ có thai ngoài tử cung, khối thai sẽ vỡ, gây xuất huyết trong ổ bụng, nguy hiểm đến tính mạng. Phá thai nội khoa này chỉ được chỉ định trong những trường hợp thai nhỏ dưới 7 tuần lễ, còn khi mà thai đã lớn thì không có sử dụng được phương pháp này. Cái thứ hai nữa là trường hợp mà sử dụng phá thai nội khoa phải đảm bảo những cái yêu cầu, những cái chỉ định và không có những cái chống chỉ định, đặc biệt là những cái trường hợp mà có bất thường về tử cung, bất thường về thai hoặc là thai ngoài tử cung vân vân thì có nhiều những cái chống chỉ định mà không được phép sử dụng phá thai nội khoa. Và cái thứ ba nữa thì những cái thuốc phá thai nội khoa này vẫn có những cái chống chỉ định và những cái tác dụng không mong muốn xảy ra, và đôi khi thì có thể gây tình trạng là xuất huyết quá nhiều hoặc gây tình trạng rối loạn về tiêu hóa trầm trọng và hay gây tình trạng mà co thắt nhiều và gây đau bụng rất là nhiều và thậm chí có thể là nguy hiểm cho chính cái bản thân người sử dụng. Trên thực tế, việc dùng thuốc phá thai có tỷ lệ thất bại khá cao, 0% đến 2,9% thai tiếp tục phát triển, 1% đến 2% thai lưu, 0% đến 2% sảy thai một phần, nghĩa là thai không được tống ra ngoài hoàn toàn. Tất cả những trường hợp này đều phải được can thiệp bằng cách hút thai. Song song đó, đã có không ít các biến chứng xảy ra khi phá thai không thành công như sót thai, nhiễm trùng, chảy máu bằng huyết, vô sinh hiếm muộn. Bên cạnh đó có thể gặp hiện tượng đau bụng dữ dội, nôn tiêu chảy khi thai bị tống ra ngoài. Ngoài ra, phương pháp phá thai bằng thuốc có những chống chỉ định với một số trường hợp như tử cung dị dạng, đã nạo hút thai trong vòng 6 tháng, thai ngoài tử cung hoặc thai phụ bị thiếu máu hoặc rối loạn đông máu, người có tiền sử bị gan, thận hoặc từng sử dụng corticoid trong thời gian dài. Vì vậy, phá thai nội khoa là chỉ định của các bác sĩ chuyên khoa và phải được bác sĩ chuyên khoa hướng dẫn cụ thể và theo dõi sát sao để đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Các chuyên gia cảnh báo tuyệt đối không được tự ý sử dụng tại nhà, rất nguy hiểm.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nóng 24 giờ hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được nhắc lại số điện thoại đường dây nóng của chương trình 0971225053. Quý vị khán giả đừng quên gửi những phản ánh, những ý kiến hay những mô hình độc lạ, những câu chuyện nhân văn giữa cuộc sống đời thường về cho chương trình để bà con miền Tây của chúng ta cùng chia sẻ và cập nhật những thông tin nóng hổi này quý vị nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.